hướng đo của con chi ác thì anh đưa về thang nhân một ôm nhé, đưa về nhân một ôm này. Tháo ra cái trường hợp nó trong mạch thì thang nhân một ôm mà cứ nhân một ôm nó nhanh, ừ trong mạch nó nhanh lắm. Rồi rồi đến mấy hôm nữa học con tràn thì mình sẽ biết là cách đo nhanh như thế nào. Được chưa? Nhá. Đây là để nước một nhân một ôm này, sau đó quy không đồng hồ tốt rồi nhá. Bây giờ đây con BT đây, nhìn góc bảng của nó đây, đây trên này nó gọi là sơ đồ bố trí chân. Như thế nhìn vào đây thì cái chân này là chân gì? T1, T2, G, đúng không? Đấy. Thế bây giờ tôi đo từng bước một như này nha. Anh đè từ con này nha. Đo từng bước một nha. Bước đầu tiên nhìn đồng hồ này. T1, T2 vô cùng. Không lên này. Cả hai chiều nha. Bây giờ tôi đảo này. Đều không lên, đúng không? Bước 2 này. T1, G lên nửa kim này. Cả hai chiều. Đảo nhé. Bước 3 này, T2G lại vô cùng, cả hai chiều. Ba bước thì tôi mới biết được 70-80% này. Bây giờ phải bước thứ tư là test xem nó có dẫn. Bây giờ test dẫn thì như này nhé. Bây giờ tôi để sẵn, bỏ cái này ra. Đây, nhìn đây nhé. Đây là T1, T2G đúng không? Bây giờ tôi để sẵn que đo vào T1, T2. Ban đầu không lên, đúng không? Bây giờ em lấy cái tô vít này mồi từ chân này sang chân này. Để sẵn, xong rồi, mồi đi. Buông tay ra. Đấy, điều khiển đấy, đúng không? Nó dẫn. Rồi bây giờ tôi cắt điện nha. Cắt điện thì nó lại về mo. Lại vô cùng, bây giờ mồi ngay lại được. Mồi bên đấy, buông tay, mồi bên này. Mồi chân G đấy, buông tay. Đấy, dẫn rồi đấy. Thế còn một mình tôi thì tôi đo như thế này nha. Ngả cứ quay đo. Không lên này, đúng không? Ngã này xong dựng lên. Đó. Mình tôi vẫn thử được. Đó. Đấy, bây giờ tôi về đi đọc cho một ghi nhé. Tôi đọc cho một ghi nhé.